Lần đầu nếm thử cà pháo mắm tôm, chàng trai làng Angola có biểu cảm khiến netizen khoái chí. Ông chủ trang trại người Việt trên đất Angola gặp cà pháo, muối sổi mời những công nhân trong trang trại ăn, không quên chấm mắm tôm cho dậy hương vị. Nhóm bạn thân của Hoàng Linh Vlog tại châu Phi đang có những thành quả khả quan trong lĩnh vực nông nghiệp. Với đồng bào lâu, trang trại do anh cùng những công nhân người Angola cùng nhau xây dựng đang phát triển khá tốt. Ở Angola đang là mùa mưa, giống như Hoàng Linh Vlog Hùng Kaka, đồng bào lâu cũng rất bận rộn với vụ mùa mới. Anh qua lại như con thoi qua bốn bản để quán xuyến việc ở các trang trại, hỗ trợ vật tư cho nông trại. Đồng bào lâu cũng mua bột ngô, cá khô, dầu ăn để thêm chất lượng cho bữa ăn của công nhân. Điều thú vị nhất là giữa cơ mang cà rốt, củ đậu, hành tây mà dân bản đang trồng, có cả sự góp mặt của hai loại cây đặc biệt của Việt Nam là cà pháo và rau muống. Cà pháo được anh đồng bào lâu nhờ mua giống từ Việt Nam sang, đã trồng được 3-4 tháng và đã được thu hoạch 2 đợt, mỗi đợt chừng hơn 100 kg. Quả cà pháo tại nông trại của đồng bào lâu sai chữ trịch, quả to là giống cà trắng miền Trung. Nhân lúc thu hoạch quả để đem bán, nhân tiện hái để làm cà muối sổi, để anh em trong farm ăn trưa. Mình hồi hộp quá, lần đầu làm cà muối sổi, mời mọi người, không biết mọi người có ăn được mắm tôm không? Anh chia sẻ. Anh Đông vừa làm vừa giới thiệu với các công nhân rằng cà pháo làm được rất nhiều món, anh cũng hướng dẫn mọi người cách làm cà muối sổi, ướp chanh, tỏi, ớt, mì chính, đường, lá chanh thái nhỏ, nước mắm, ướp 30 phút rồi chấm với mắm tôm. Khi được nếm thử cà pháo muối sổi, các công nhân trong farm tỏ ra vô cùng thích thú, liên tục vỗ tay, có người còn nhún nhảy tỏ ra vô cùng phấn khích. Phản ứng này của họ đã khiến anh Đông bao lâu thích thú. Bữa trưa của mọi người còn có thêm rau muống xanh mướt, non mơn mởn được thu hoạch trong vườn về luộc, bột ngô khuấy và cá khô. Mọi người ngồi ăn cùng nhau vui vẻ, gần gũi như bữa cơm của gia đình. Thấy anh em khen ngon sau bữa ăn, mê cà pháo, anh Đông bao lâu hứa khi có dịp lên thành phố thủ đô sẽ mua thêm mắm tôm về chia cho mọi người làm cà muối sồi ở nhà cho gia đình của mình thưởng thức. Ở khu vực của đồng bào lâu làm trang trại, cộng đồng người Việt còn ít nên anh phải đóng xe gửi lên Luang Prabang cách bản khoảng 800 km nhờ con giáp bán giúp cho cộng đồng người Việt. Đồng bào lâu cho hay ở những vùng khác của Angola chưa trồng được cà pháo nên anh khá tự tin vào việc cà pháo tại nông trại mình có thể bán chạy.